Pha va chạm xảy ra trên đường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh hiển thị thời gian khoảng 13 giờ 17 phút, nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện đi sát về hè. Ở làn đường ngược chiều bên trái thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô 4 chỗ lao đến. Tài xế không kịp xử lý, do vậy đã tông trực diện vào nữ sinh, hất tung cô gái và cả xe đạp điện văng lên cao. Sau va chạm, chiếc ô tô vẫn chưa thể dừng lại ngay mà còn tiến lên trên thêm nhiều mét. Hiện vẫn chưa rõ tình hình cô gái đi xe đạp điện trong clip, nhưng cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.